Thưa quý vị, hòa trong không khí phấn khởi rộn ràng những ngày cuối năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên, qua đó tuyên truyền sâu rộng, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam, phát huy phẩm chất đạo đức phụ nữ Đà Nẵng tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Tại huyện Hòa Vang, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã trên địa bàn đã tổ chức các hoạt động sôi nổi thiết thực như trao hỗ trợ kinh phí chương trình Mẹ đỡ đầu cho các em mồ côi, trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo, thi vẽ tranh với chủ đề phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, giao lưu văn hóa văn nghệ dân vũ thể thao. Mỗi phần thi được các đội đầu tư luyện tập mang đến những kiến thức bổ ích và nhiều sự ấn tượng cho người xem. Những hoạt động ý nghĩa này của cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không chỉ góp phần nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho phụ nữ, mà hội thi này còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, có tri thức, có đạo đức, có trách nhiệm với gia đình, với xã hội và đất nước. Tại địa phương, tại chi hội, thì các cô các chị đã xây dựng cho mình mỗi đơn vị là một cái tiểu phẩm riêng biệt, ví dụ như về phòng chống bạo lực gia đình, về công tác an sinh xã hội, về cái khâu đột phá của trung ương hội về và của thành phố về áp dụng công nghệ thông tin và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Bằng các chương trình hoạt động tích cực đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển của tổ chức hội và phong trào phụ nữ thành phố, tạo khí thế phấn khởi thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. Chi hội là luôn luôn sát cánh cùng với tổ dân phố, với lại dưới sự chỉ đạo của chi bộ, cấp ủy chi bộ, thì chi hội phụ nữ đã nuôi dạy con khỏe, con ngoan, con khỏe này, rồi là có hiếu với cha với mẹ, dạy dỗ con ngoan. Mỗi chương trình hoạt động đều góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong việc chủ động tích cực tham gia phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của hội viên, phụ nữ về công tác hội bình đẳng giới, góp phần vun đắp giá trị văn hóa trong mỗi gia đình Việt Nam.